Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2, trang 179, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Em hãy lấy ví dụ minh họa cho các biện pháp trên. Chúng ta có các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã mà đề bài cho như sau. Trồng cây gây rừng, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia. Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật. Cuối cùng, ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Như các em thấy, đây là một câu hỏi mang tính vận dụng thực tế. Chính vì vậy, các em cần nắm chắc kiến thức đã học, đồng thời liên hệ những kiến thức thực tế và tìm hiểu thêm để trả lời câu hỏi này. Cô sẽ cùng các em đi vào lời giải chi tiết. Cô sẽ lấy một ví dụ như sau. Xí nghiệp dịch vụ công cộng trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đang quản lý và chăm sóc hơn 7.578,60 ha rừng, trong đó có 3.061 ha rừng tự nhiên và hơn 4.047,87 ha rừng trồng. Còn lại là đất khác như đất ruộng muối, đất bãi bồi. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng và các hộ giữ rừng, xí nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ, cũng như giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi chặt phá cây rừng, đốt rừng. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, trang 179, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe.